Các bạn ơi, mình đang ở bên Thái Lan đây các bạn. Mình đang vô trong cái siêu thị Power Mall, Power Buy các bạn. Các bạn nhìn thấy máy giặt không 25kg nè các bạn. 25kg của LG các bạn ơi. 25kg của LG nha, 35.900 bạc các bạn. Các bạn nhân cho 650 đồng nha. Nó khoảng vào độ là 21-22 triệu. Cái lồng rất là bự. Các bạn thấy không? 25kg đó các bạn. Quá khủng luôn. Mẫu mới nha các bạn. 21-22 nha. Mình sẽ vô hỏi tiếp tân và mình mua có thể vận chuyển về Việt Nam được hay không. Bên này là con 23kg, con 17kg, còn bên kia là con 25kg. Con này là con máy giặt cửa trước 15kg của LG nè các bạn. 30.900